Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Về phiên xét xử Vạn Thịnh Phát, ông Phạm Ngọc Duy, Tránh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo và các đơn vị có liên quan đã hoàn tất. Các cơ quan báo chí sẽ được bố trí phòng tác nghiệp riêng chỉ một số cơ quan báo chí được phép tác nghiệp tại phần thủ tục khai mạc phiên tòa. Cạnh đó, các luật sư tham gia phiên tòa, nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa sẽ được tòa án bố trí máy tính để sử dụng. Ông Duy cũng cho biết phiên tòa này sẽ là giai đoạn 1 của vụ án. Trong giai đoạn này, tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Đối với các bị cáo, đại diện tòa cho hay đã bố trí đầy đủ nơi cách ly cũng như giam giữ và nơi nghỉ ngơi của các bị cáo cho tới giờ xét xử. Đại diện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết do trụ sở tòa án nhân dân thành phố đang trùng tu giai đoạn 2 nên cơ sở vật chất hiện tại chỉ đủ bố trí cho các bị cáo, luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các cơ quan báo chí và lực lượng bảo vệ phiên tòa. Do đó, không thể bố trí chỗ ngồi cho người thân của các bị cáo tham dự phiên tòa. Tránh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, do vụ án có số lượng bị cáo lớn nên người tham dự phiên tòa hạn chế thấp nhất sử dụng ô tô, người dân tránh tập trung trước trụ sở tòa án để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Những người dân liên hệ công tác ở tòa án vẫn hoạt động bình thường vì phiên xét xử có khu riêng. Người dân liên hệ công tác thì đi đúng nơi, đúng chỗ vì số lượng bị cáo đông dẫn đến gây khó khăn cho công tác an ninh, ông Duy nói. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 do thẩm phán phạm lương toản tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh làm chủ tọa có 10 kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh giữ quyền công tố tại tòa tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án vạn thịnh phát liên quan tới bị cáo trương mỹ lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày 5 tháng 3. trong đó hai phòng xử lớn nhất của tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã được liên thông để xét xử nhân viên của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự. Lối đi chính dẫn vào hai phòng xử án được phong tỏa, hạn chế người ra vào. Những người liên hệ với tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều phải ra vào bằng lối đi phụ. Theo đại diện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, do số lượng người tham dự quá đông lên đến gần 3.000 người được triệu tập nên phiên tòa lần này sẽ lắp đặt màn hình theo dõi vụ án ở các phòng. Phía bên ngoài công tác an ninh cũng được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra theo thông tin được biết, chiều ngày 4 tháng 3, tòa án sẽ căng giảm ở khu vực trước sân tòa án. Đây cũng là nơi để những người liên quan tham gia phiên tòa. Luôn có bảo vệ túc trực tại các lối ra vào để có phương án tốt nhất cho số lượng bị cáo và những người có liên quan được triệu tập đến tòa. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí nhiều ghế đơn, khác với ngày thường là những chiếc ghế gỗ dài và dành cả khu vực hành lang để bố trí chỗ ghế ngồi. Trước đó, ngày 1 tháng 3, phóng viên nhà báo tác nghiệp phiên tòa được đăng ký tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những người tham dự phiên tòa phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Đại diện tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đơn vị đã bố trí riêng một phòng với hệ thống camera giám sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy để chứa 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với hơn 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, có 10 kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bào chữa gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức. Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2.404 người liên quan gồm những người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB 316 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, thực hiện việc nộp rút tiền 1153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB 692 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước 42 người và nhóm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Trong vụ vạn thịnh phát, có hai đại gia đã tự nguyện nộp hàng ngàn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả. Trong số đó, bị cáo Dương Tấn trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan, ghi nhận là người nộp lại nhiều nhất, hơn 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi bà Lan bị khởi tố, ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Hill Village đã liên hệ và nộp lại cho cơ quan điều tra 14,5 triệu đô la Mỹ bà Lan đã đưa cho ông Việt. Theo cáo trạng, Dương Tấn trước quen biết bị can Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Bà chủ Vạn Thị Phát biết Dương Tấn trước là người am hiểu về việc triển khai các dự án bất động sản, nên muốn chuyển nhượng lại dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan nói với Dương Tấn trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB để nhận nợ, số tiền 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là khoản nhận chuyển nhượng dự án, 1.000 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, SCB đã giải ngân 3.500 tỷ đồng, công ty Thuận Tiến và Khánh Minh ký nhận nợ. Sau khi tiền được giải ngân và chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà chủ này. Trương Mỹ Lan thỏa thuận đưa cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm ngày 6 tháng 7 năm 2022, trước mới nhận được 1.498 tỷ đồng. Trong số tiền này, Dương Tấn trước thực nhận 1.258 tỷ đồng, còn 240 tỷ đồng Trương Mỹ Lan sử dụng. Để đảm bảo thỏa thuận đưa đủ cho Dương Tấn trước 1.500 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng cho công ty Việt Đức thuộc nhóm Tường Việt để rút tiền cho trước. Trong khi đó, để thực hiện khoản vay trên, Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. Sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 2022, SCB chi nhánh trợ lớn ký thỏa thuận cho công ty Việt Đức vay 248,5 tỷ đồng. Thông qua hai khoản vay trên, công ty Tường Việt và Việt Đức đã rút của SCB số tiền hơn 1.746 tỷ đồng. Số tiền rút ra, Trương Mỹ Lan cùng Dương Tấn Trước sử dụng. Trương Mỹ Lan 240 tỷ đồng, Dương Tấn Trước hơn 1.368 tỷ đồng, công ty Tường Việt 138 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, ngày 17 tháng 10 năm 2022, Dương Tấn Trước và công ty Tường Việt đã trả một phần gốc lãi, đến nay dư nợ, hai khoản vay là hơn 900 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng, bị can đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát hơn 492 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Dương Tấn trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án và mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Liên quan đến khoảng 14,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, theo kết luận điều tra, ngày 5 tháng 10 năm 2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu đô la Mỹ tương đương 350 tỷ đồng cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam. Trong ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2022, sau khi được công an mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng, khoảng 4,75 triệu đô la Mỹ và 9,75 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu đô la Mỹ. Bà Lan Khai, số tiền 14,5 triệu đô la Mỹ nói trên là của bà và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án.